những điều đặc biệt của bàn nâng hạng Aslan nhà Hyperwork. Từ thiết kế chân, khâu lắp đặt đến bộ điều khiển, phiên bản bàn nâng hạng cao cấp Aslan đều ẩn chứa rất nhiều điều hay ho. Khả năng nâng hạng êm ái với bộ máy hai động cơ lên xuống nhẹ nhàng, ba người ngồi lên cũng không sao. Trải nghiệm gõ phím cơ với độ cao 111cm như không hề dùng, khẳng định đánh thép cho chất lượng bộ chân vững chãi này. Không cần dùng khoan vì lọc vít đã có sẵn. Cài chân bàn thì cực kỳ dễ nhờ Click System. Bạn lo lắng về dây dầu, Hyperwork đã có sẵn dàn khay dầu dây thông minh để xử lý. Bộ điều khiển phím bấm có khiến bạn nhàm chán? Hãy sang chảnh lên cùng vặn xoay độc đáo. Mân mê nhẹ nhàng mà lại hiệu quả tức thì, nhưng vẫn có cảm ứng siêu nhạy cho các em xài tác vụ ghi nhớ nhé. Chân sẽ có hai màu lựa chọn là đen và trắng cơ bản. Còn mặt bàn thì có tận 3, matching với đại đa số các góc setup đẹp hiện giờ. Chất liệu gỗ công nghiệp cao cấp, bền bỉ và không lo cong vênh đâu anh em nha. Sử dụng bàn nâng hạng khi làm việc để có được sự linh hoạt, cải thiện khả năng và bảo vệ sức khỏe. Chưa kể, góc setup của bạn cũng nhờ vậy được nâng tầm hơn rất nhiều. Anh em thấy sao? Nếu thích, click mua ngay thôi.